Ủa cá bên đây lớn như 3 nửa ký không? 2 năm mấy ngàn ký. Bán lẻ tiền không? Bán lẻ tiền không? Bán lẻ mất. Rồi đủ mình điền lắm. Nay cá bự quá. Ngày của ông ba là nuôi cá rồi, không có trốn được. Nó dìm tiền nha.